Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu và Thùy Vi xin gửi đến quý anh chị và các bạn một cái dự án mà rất là hot. Theo Vi với Sửu đánh giá là cực kỳ hot trong cái thời điểm hiện nay, là thời điểm rất là nhạy cảm về vấn đề pháp lý của khu vực Nhà Bè. Chi tiết 1/500 phải không chị? Thì chị Thùy Vi nói về cái dự án thì Phước Sửu sẽ và chị Thùy Vi sẽ phân tích và review đánh giá cho mọi người những cái yếu tố khi mà chọn lựa một cái dự án gọi là đang rất là hấp dẫn tại Nhà Bè. Thì chị Thùy Vi có thể là đánh nói sơ qua về cái thông tin của dự án để cho quý anh chị và khách hàng ở đây rõ được hay không? Cái dự án này là được với tên gọi là Sài Gòn Sao Village và được phát triển bởi Thủ Thiêm Real. Thì nhưng mà cái dự án này đặc biệt quan trọng là nó đã có sổ hồng từng nền, cho nên là cực kỳ chắc về pháp lý. Đúng rồi. Thì bây giờ là Phước Sửu và chị Thùy Vi phân tích khoảng 5 yếu tố mà quý anh chị và khách hàng nên chọn lựa vào cái dự án Sài Gòn South Village này ha. Thứ nhất, như chị Vi nói là yếu tố đầu tiên về pháp lý. Đó là cái mà khách hàng bây giờ khi mà đặt mua một dự án nào thì rất là quan tâm. Đó là có pháp lý và là rất là chuẩn, ở đây là sẽ là sổ hồng cầm tay và có thổ cư, và đặc biệt là sở hữu vĩnh viễn, phong chị Thùy Vi. Đúng rồi. Trong một thời buổi gọi là rất là khó khăn khi mà hạn chế những cái tình trạng gọi là phân lô bán nền, thì những cái pháp lý giống như dự án này thì đã là được làm chi tiết 1/500 khá lâu rồi và cơ sở hạ tầng đầy đủ rồi, phong chị Vi. Thì bây giờ là pháp lý sẽ là chuẩn chỉnh và dự kiến là sẽ ra sổ từng lô cho khách hàng khi khách hàng mà nhận nền. Rồi, cái yếu tố thứ hai mà chị Thùy Vi muốn chia sẻ với khách hàng khi khách hàng muốn lựa chọn dự án này thì yếu tố gì vậy chị Vi? Thông thường thì khi mà mình lựa chọn một cái dự án thì đầu tiên mà Vi quan tâm nhất là yếu tố về chủ đầu tư. Cái thứ hai, nếu như mà đối với những dự án mà đã có sổ như vậy thì là sổ mình cầm tay là chắc nhất rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi ngoài ra thì một cái điều quan trọng nhất là khi mình đầu tư bất động sản thì mình phải quan tâm đến cái vị trí thì là cực kỳ là quan trọng. Để mà thắng trong bất động sản thì chỉ có là thứ nhất là vị trí, thứ hai vị trí và thứ ba cũng chỉ là vị trí. Dạ, vị trí. Vị trí là giống như là hết 3-40% là cái cơ hội để bất động sản đó có thể là thanh khoản nhanh hay không, tăng giá hay không, phải không chị? Thì đối với cái vị trí này thì theo như chị Thùy Vi phân tích thì như thế nào theo chị Thùy Vi gọi là xuất sắc? Cái vị trí này đối với việc là khi mà mình vay ngân hàng á, thì về cái vấn đề là pháp lý á, thì mình có thể vay ngân hàng để mua cái đất này. Yeah. Ngoài ra thì cái đất này á, khi mình mua vào á, thì khả năng thanh khoản rất là cao, bởi vì hiện tại là nó nằm ở trong một cái khu dân cư hiện hữu, đã có dân cư, đã có tiện ích công cộng đầy đủ hết rồi. Tức là khi mà mọi người về đây là đã có cái môi trường để mình sinh sống, sinh hoạt hết rồi. Đấy, như Thùy Vi nói thì Phước Sửu và chị Vi di chuyển ra một cái con đường 14 mét vuông chị Vi. Có con đường này thì gần như là nó đi vào trực tiếp tại dự án luôn. Và thì như quý vị đã thấy thì ở đây mình đã có cái khu dân cư hiện hữu hết rồi. Nhà biệt thự đầy đủ và đẹp hết rồi, Sửu ha. Đúng rồi. Và một cái điều đặc biệt nữa, chị Thùy Vi và Phước Sửu đang di chuyển ra cái mặt trước thì nó cách đường Lê Văn Lương tầm khoảng hơn 100 mét thôi. Với cái vị trí này thì quý anh chị có thể di chuyển ra, và Lê Văn Lương là một cái trục đường gọi là rất là sầm uất, mua bán đầy là đủ. Nguyên một cái trục chợ và có tất cả các bách hóa xanh, điện máy xanh, có mắt, rồi tất cả các cái nhãn hàng lớn của rồi đều tập trung ở đây hết. Bởi vì là cái quy mô dân số ở đây khá là tốt. Đúng rồi. Thì chị Thùy Vi ơi, đối với một cái vị trí đẹp như vậy đó thì khi mà trở thành và làm một cái dự án á, thì vị trí rất là quan trọng. Thì từ cái vị trí này chị Thùy Vi đi sang quận 1 nó gần hay không? Cái này thì sát bên quận 1. Tại vì mình chỉ cách quận 1 là mình đi theo đường Nguyễn Thọ hoặc là Nguyễn Văn Linh, thì mình đi qua tới quận 1 là cách quận 4, đi qua quận 4. Đi qua mấy cái cầu, đúng không em? Qua mấy cái cầu, đúng rồi. Thì một cái điều đặc biệt đó là với cái vị trí này thì nó cách khu đô thị GS Metro City dây gai của Hàn Quốc. Đây là một cái khu đại đô thị nha. Đúng rồi, chỉ 400 mét thôi chị. Và một cái khu gọi là compound gọi là rất đẳng cấp tại Nhà Bè, như là La Villa này sao, thì cách dự án này khoảng 800 mét thôi. Một cái vị trí quá đẹp và quá tuyệt vời, và gọi là di chuyển rất là gần tới là cao tốc Bến Lức Long Thành Dầu Dây nè.
để đi về những vùng trung tâm, đi về những cái tỉnh miền Trung, miền Bắc, và mình có thể là đi đến sân bay Long Thành chỉ khoảng hơn 20 phút không chị? Những cái vị trí có tuyệt vời, và điều đặc biệt ở đây là với cái vị trí này thì nó gần với lại cái nút giao thông mà Nguyễn Thọ, Nguyễn Văn Linh là sắp sửa bàn giao. À, nó gọi là một cái nút giao thông là 3 tầng phải không chị? Và thông xe và hầm chui để giúp là khu này tránh tình trạng kẹt xe. Đúng rồi. Đây giống như là một cái nút giao thông, giống như là một cái gọi là cái điểm nhấn quan trọng trong cái giao thông, để mà làm cho cái khu vực này kết nối với những một cách thuận tiện, thuận tiện với khu vực khác. Một cái điều đặc biệt nữa là yếu tố thứ ba Phước Sửu và chị Vi muốn gọi là cho khách hàng biết đầy đủ là đối với cái dự án này khi chị Vi gọi là tìm hiểu thông tin và đặt mua thì nó không phải là một bãi đất trống mà không phải là dừa nước, phải không chị Vi? Là một, nó nằm trong một cụm khu dân cư rất là hiện hữu, xung quanh là rất là nhiều cái tiện ích. Thì chị Vi có thể điểm qua một vài cái tiện ích mà khi mà di chuyển từ khu dân cư này để đến những cái tiện ích kia được không chị Vi? Từ đây mình đi xuống Quốc Tế Mỹ tầm khoảng 10 phút. 10 phút thôi. Ừ, 10 đến 15 phút thôi. Thì như Vi là Vi phóng bạc mạng Vi chừng 10 phút thôi. Còn chị Vi đang học ở tại đây phải không? Với một cái trường quốc tế Mỹ, học tại Việt Nam nhưng mà cấp bằng quốc tế, và một trường quốc tế Mỹ cực kỳ lớn tại Nhà Bè. Và một cái điều đặc biệt nữa là từ đây thì mình chỉ mất khoảng hơn 10 phút để di chuyển sang quận 7 và Phú Mỹ Hưng, là một cái khu đô thị gọi là cực kỳ lớn, đến 400 hecta, và tất cả những tiện ích giống như cái trường học, bệnh viện quốc tế, tất cả nằm ở đó phải không chị? Và một cái điều đặc biệt là chỉ cần khoảng hơn 100 mét là di chuyển ra đường Lê Văn Lương, có tất cả những chợ búa, trường học từ cấp 1 đến cấp 3. Đặc biệt là vừa rồi là ngay ở phía dưới đây, Phú Mỹ Hưng có ra cái khu Melia là chị, khá là lớn. Em có biết khu Melia của cái gì? Công á? Thái Công. Thái Công. Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư, mấy cái đó ra cực kỳ là hot luôn. Mày nó lại xa ở đây nha, nó từ đây và xuống dưới kia lận. Nhưng mà lượng khách hàng mà đặt mua rất là nhiều không chị? Đúng rồi, cháy hàng. Rồi, thì những cái tiện ích như vậy thì ngoài những cái yếu tố mà Phước Sửu phân tích cho quý anh chị và các bạn khi nãy nói giờ là về pháp lý nè, vị trí nè, rồi những cái cơ sở hạ tầng nè đã hình thành rồi, thì một cái yếu tố nữa để góp phần gọi là tăng thêm cái gọi là mức sống ở đây, ở đây là điều đặc biệt ở đây là cái mức độ gọi là cây xanh rất là nhiều phải không chị? Mức độ ở Nhà Bè này là mức độ phủ cây xanh rất nhiều. Chị Vi mình có thể di chuyển một vài cái tiện ích ở trong khu này chị ha. Cây xanh, và điều đặc biệt ở đây là có rất là nhiều sông ngòi đó chị. Đúng rồi. Khi một dự án mà nó tiếp giáp được rất là nhiều cái hệ thống sông ngòi thì nó rất là mát mẻ nè, rồi rất là happy khi mà mình về đó ở phải không chị? Đúng rồi. Thì cái này mình được khi mà Vi đi Grab á, Vi Grab là Vi có thói quen là Vi đi xe, là Vi không có đi tự đi xe mà đi Grab. Thì khi các anh tài xế mà di chuyển từ khu vực quận 1 rồi qua quận 4 thì bước qua bên phương cầu đi qua khu vực quận 7 Nhà Bè này á, thì là mọi người nói là cảm giác rất là, cảm thấy nó mát hẳn luôn. Là do là sao, bên này mình rất là nhiều sông và rất là nhiều cây. Khu vực này là cho nên là rất là nhiều những cái gia đình mà dạng là nói chung là có tiền á, thì họ chọn cái khu vực này để mà người ta sinh sống. Đúng rồi. Giống như sau cái tình hình dịch Covid á, quận 7 Nhà Bè là một cái nơi tâm điểm rất là tốt cho nhà đầu tư mà mình đang lựa chọn để là nơi an cư và lạc nghiệp tại Nhà Bè phải không chị? Và điều đặc biệt ở đây là xung quanh một cái dự án này là có yếu tố rất đặc biệt để tiềm năng tăng giá, là xung quanh cái dự án này là gần như là đến 4 đến 5 dự án đang trên đà gọi là phát triển và đưa vào hoạt động. Giống như là GS Metro City, gọi là Zika Nhà Bè, thì đối với diện tích dự án này là 350 hectare. Rồi La Villa này nói sau là tập hợp toàn những là anh tài của làng bất động sản đó, là những chủ đầu tư lớn thôi sẽ về cái khu vực này phát triển. Khi mà khu những cái khu dân cư đó hình thành và đưa vào dân vào gọi là ở, thì ở đây là những cái cư dân sống gọi là hiện đại và văn minh, với những cái tầng lớp gọi là trí thức và có tài chính về ở đây, thì cái mức giá của cái khu này nó sẽ nâng tầm và nó lên một cái level và nó xác lập một cái mức giá mới phải không chị? Nên là cơ hội bây giờ là lựa chọn đầu tư là rất là tuyệt vời, trong khi thị trường còn đang có những cái biến động khó khăn về gọi là
cho vay. Thực ra chị cũng có mới nghe một cái thông tin là cái bên Lý Gia Thành á, tập đoàn bất động sản Hồng Kông á, người ta có thu tóm một cái quỹ đất ở Nhà Bè đó hả? Và có một điều đặc biệt, cái yếu tố cuối cùng mà Phương Sửu và chị Thùy Phi đang phân tích cho mọi người nhà là đang gọi là thị trường đang có cái dấu hiệu gọi là siết chặt bất động sản. Nhưng mà đối với cái dự án này là một cái ngân hàng gọi là lớn nhất tại Việt Nam. Chị Vi có thể nói sơ qua về cái ngân hàng cho vay của dự án này và với lại mức lãi suất như thế nào? Thì theo như kinh nghiệm đi bán hàng á, thì đối với Vietcombank là ngân hàng nước của nhà nước á, thì không dễ dàng đứng ra bảo lãnh các dự án. Và nếu như có dự án nào mà có Vietcombank đứng ra bảo lãnh thì cái đó phải chắc về pháp lý và chắc chắn là cái mức độ lợi nhuận của dự án đó tăng rất cao. Đúng rồi, một cái yếu tố gọi là tuyệt vời khi mà khách hàng lựa chọn dự án này, Phong chị. Khi có ngân hàng Vietcombank, một ngân hàng nhà nước với lãi suất rất là tốt và gọi là đang dự án này cũng đang có rất là nhiều ưu đãi, Phong chị. Và một cái điều đặc biệt nữa là đối với cái dự án này thì sẽ là mức hỗ trợ cho vay rất là cao. Có ngân hàng Vietcombank hỗ trợ thì còn gì bằng nữa, Phong chị. Rồi, vừa rồi là chị Thùy Vi và Phước Sửu đã phân tích tất cả những yếu tố khi lựa chọn cái dự án Sài Gòn Star Village. Đúng rồi, chính xác. Thì quý anh chị cảm nhận và thấy những cái thông tin của Phước Sửu và chị Thùy Vi phân tích nếu mà là đúng thì đừng ngần ngại alo và comment ngay cho Phước Sửu và chị Thùy Vi để Phước Sửu có thêm nhiều thông tin. Đúng rồi, có nhiều thông tin tiếp theo. Và đặc biệt là ngay bây giờ đang gọi là mở bán, đang rất là hot luôn á, tại vì nó chỉ có 240 nền thôi. Không có số lượng rất là ít luôn. Số lượng sản phẩm mà với rất nhiều loại diện tích để cho quý khách hàng lựa chọn, giống như là 5x16, 5x18, 5x19 và 10x20. Rất là dễ lựa chọn, không? Tùy vào tài chính của mình và mình có thể là chọn những sản phẩm phù hợp để chọn cho mình một cái cơ hội gọi là đầu tư sinh lợi và an cư lạc nghiệp tại nơi đây. Rồi, cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem video của chị Thùy Vi và Phước Sửu.